nhớ. Thấy nhỏ chứ. Anh đi một cái câu nữa anh hãy đi chơi thôi. Nghe được và phê được. Nó nghe nhạc nó đâu? Ở đâu? Nhưng sạc đi. Hôm nay đang nghe được nhạc. Phải tôi thịnh. Thịnh nhưng tôi thịnh mức độ nữa. Lên. Có sạc gần đó ngợp xíu. Một má. Đi. Ta
ra má ra vườn cà. Sủi mà. Đẹp đến cùng phải gì đâu. Đẹp đến cùng phải gì đâu. Hảo khăn. Hảo khăn. Nhìn đẹp á, nhìn đẹp là hảo khăn. Sủi mặt mà. Hảo khăn. Ở máy gì nè. Ăn ngon là gì? Ít nói. Ủ nó chạy kìa. Nó chạy vui vậy.
Đồ này chứ không phải đồ anh đâu, chắc Phần Lan á. Che luôn cái hôn đồ theo rồi. Hả? Che luôn khách sạn, khách chim nói luôn. Mày ở trong luôn, khỏi thì tao không biết, không thể có luôn. Kìa. Nó khói mà không tan không kịp. Nó tan không kịp nữa. Kiểu nó tan không kịp. Như cái thành phố. Như thành phố ngọt. Đây là ô nhiễm không khí. Anh lâu giờ nhìn lại con đường ấy, lát mình phải đi về cái luôn. Xa xa xôi quá. Mày thấy cái đoạn đi bộ chưa? Tí nữa là mày trên giá đi bộ xuống lấy xe xong lên để chở tao thuê. Một người được rồi. Sao lấy được hai xe? Không, chỉ có một người lên chở hai người xuống. Và ai là người hy sinh? Chắc chắn là mày rồi, không. Mày muốn đi đây. Không một ai khác. Đâu, đâu nguyện á. Anh chấp anh là cái thông tục của anh bay chở hai cho mình. Vậy hả? Anh là một người còn ăn cọc ở đây. Đừng nói con đó cái tích cười. Ý nói mình á. Mày không ăn học nha luôn. Ủa sao? Chắc 5 năm đi học chưa kỳ. Thì 2 năm học, 2, 3 năm học. Chỉ còn điều gì thôi. Ai nói em có điều gì hả? Không quan trọng điều gì ở đâu thôi. Buổi chưa hết hả? Thay đổi đó luôn hả? Thank you.
Oh my.